Pháp sư Tịnh Không. Tập 58. Trong cảm ứng thiên. Văn nói về ác báo rất dài. Phía trước bảy đoạn nhỏ là căn bản đại ác cũng chính là nói cõi gốc của dạng ác phi nghĩa nhi động bội lý nhi hành dĩ ác vi năng nhẫn tác tàn hại âm tặc lương thiện ám hối quân thân mạng kỳ tiên sinh phán kỳ sở sự cuồng chư vô thức bán chư đồng học hư vu trá ngụy công gian tông thân can cường bất nhân ngoan lệ tự dụng đến chỗ này chỗ này tổng cộng có bảy đoạn nhỏ chúng ta phải nên cảnh giác mỗi lúc bảy sự việc này nếu như chúng ta tỉ mỉ mà phản tỉnh mà tư duy chúng ta đều phạm rồi chỉ là mức độ phạm có cạn sâu khác nhau phạm vi ảnh hưởng có rộng hẹp không đồng đương nhiên kết tội quả báo cũng không giống nhau tóm lại mà nói đây là ác nghiệp do ác nghiệp mới chiêu cảm thiên tai nhân quả vô số quả báo bất thiện nếu như chúng ta không thể phản tỉnh kiểm thảo tỉ mỉ từ nơi căn bản thay đổi tự làm mới không chỉ đạo nghiệp của chúng ta không thể thành tựu chỉ sợ thân người đều không thể giữ được phước báo của nhân gian vậy thì càng không cần phải nêu đây là một người học phật Trước tiên Cần phải giác ngộ Cái đoạn văn này Chúng ta vẫn chưa giảng xong Hôm nay chúng ta xem tiếp Đoạn nhỏ thứ sáu Hư vu trá ngụy Công kiết tông thân Hư là hư vọng Không có căn cứ xác thực thì liền tùy tiện nghị luận trá ngụy trá trong này chú giải là ngụy kế mông nhân viết trá âm mưu ngụy kế lừa gạt đối với người khác kiêu tình khi thế đó là ngụy hư ngụy làm người là thái độ như vậy hay nói cách khác không có chút thành ý nào hiện tại đích thực như vậy không chỉ đối với xã hội đối với đại chúng không có chút thành ý nào đối với con cái vợ chồng và cha mẹ của chính mình cũng không có chút thành ý càng tiến thêm một bước để nói cũng không thành ý đối với chính bản thân họ hiện tại là xã hội như vậy làm sao mà không gặp nạn nếu chúng ta hỏi Tại vì sao có thể có loại tình hình này? Tại vì sao có sự việc như vậy? Truy đến cội gốc. Chúng ta bỏ mất đi giáo dục của thánh hiền. Cho nên mới rơi vào cái bước này. Chúng ta có may mắn tiếp nhận giáo dục thánh hiền được một phần ít. Chúng ta đối với đạo lý của thiện ác. Nhân quả của thiện ác có thể hiểu rõ một chút. Có được chút năng lực phân biệt thế nhưng tất nhiên cái năng lực này của chúng ta vẫn chưa đủ thế gian có rất nhiều sự việc như phải mà quấy rất nhiều nhất là giống như những người ác ở chỗ này nói tâm địa bất thiện diện mạo hư ngụy chúng ta rất khó thấy ra được hư tình giả ý họ ngay đến tông thân cũng công kích bươi móc đều nhiễu hại huống hồ người ngoài chúng ta ở trong xã hội gặp những sự việc này có thể trách người sao không thể nào tỉ mỉ mà quan sát họ làm được không tệ tại vì sao không tệ tùy thuận phiền não tập khí từ vô lượng kiếp của họ Tiên nhân bất thiện Cha mẹ không dạy họ Tôn trưởng không dạy họ Thầy giáo không dạy họ Họ không phải thánh hiền trời xanh Cho nên họ làm ác Là phải như vậy Nếu họ không làm ác Đó chính là Phật Bồ Tát tái sanh Không phải là phàm phu Người phàm Thì có lý nào không làm ác Chúng ta có thể từ cái góc độ này mà quan sát Tâm của chúng ta liền bình Tâm bình khí hòa Trong đây liền sanh trí tuệ Vậy mới đem chân tướng sự thật Thấy được rõ ràng Làm thế nào cứu giãn Những chúng sanh khổ nạn này Vẫn là một phương pháp cũ toàn tâm toàn lực đề xướng giáo dục thánh hiền đề xướng giáo dục phật đà cho dù có một số phê bình ác ý kháng cự nhiễu hại cũng không hề gì vì sao vậy họ vô tri họ đáng thương nếu như họ chân thật tường tận rồi tự nhiên họ liền sám hối họ liền quay đầu cho nên chúng ta đối với người không rõ lý người vô tri lấy thế pháp mà xem. Phải lượng thứ họ. Không nên trách cứ họ. Dùng Phật Bồ Tát để nhìn, phải thương xót họ, phải cứu họ. Bạn hiện tại đi cứu giúp họ. Có những phương thức họ không thể tiếp nhận. Thiện căn phước đức của họ chưa đạt đến Cho nên cần phải dùng phương tiện khéo léo Trước phải bao dung Phải dung nhẫn Ngay đời này không cứu được Thì đời sau Đời sau không cứu được Thì đời sau nữa Phật độ chúng sanh thủy chung không bỏ một người đến lúc nào thì quay đầu thì đến lúc đó giúp đỡ họ không thể hồi đầu đứng ở bên cạnh nhìn chân thật là nhìn họ tạo nghiệp nhìn họ đọa lạc nhìn họ đọa địa ngục nhìn họ chịu vô số khổ vì sao vậy bạn nói thiện ngôn thiện ngữ đối với họ họ nghe không lọt vào họ không tin tưởng họ không thể tiếp nhận họ có phân biệt chấp trước kiên cố không phải phật bồ tát không giúp đỡ họ do cái chấp trước kiên cố của họ quá mạnh nghe không được lời thiện không thấy được việc thiện chân thật vì sao vậy tâm của họ là hư vọng cái họ thấy được cũng là hư vọng cho nên chân thành đây là một sự việc quan trọng nhất trong cái chú giải nhỏ này nêu ra cho chúng ta rất tốt. Thành giả thiên chi đạo giả. Tư thành giả nhân chi đạo giả. Chúng ta tu học đem cái chân thành xếp ở ngôi thứ nhất. Có chân thành mới có thanh tịnh, bình đẳng giác. có thanh tịnh bình đẳng giác mà sao mới có là đại từ đại bi tư thành chính là trong phật pháp gọi là phát tâm bồ đề thể của tâm bồ đề trên kinh quán vô lượng thọ phật nói tâm chí thành chân thành đến tột đỉnh. Cái tâm này chính là tâm Bồ đề. Thâm tâm, đại bi tâm là tác dụng của tâm Bồ đề. Tâm trí thành là thể tánh của tâm Bồ đề. nếu chúng ta không phát ra cái tâm chân thành tâm bồ đề từ đâu mà ra căn bản sẽ không có tâm chân thành chân thật làm đến không lừa gạt chính mình không lừa gạt chúng sanh đây là chân thành Chỉ có tâm chân thành Mới có thể Tuân theo giáo huấn của Phật Lìa tất cả tướng Tu tất cả thiện Nếu tâm không thành Phải quấy thiện ác Luôn luôn điên đảo đem quấy ác xem thành thiện đem việc thiện xem thành quấy thấy sai rồi người như vậy ở hiện tiền cái thời đại này không ở số ít chúng ta chính mình phải nỗ lực phản tỉnh có phải cùng là một loại này hay không? Không phản tỉnh, không kiểm điểm. Bạn không thể nào nhận ra. Làm sao có thể quay đầu? Chính mình luôn cho rằng chính mình tu được rất không tệ, tu được rất tốt. làm gì biết được chính mình làm chính là nghiệp nhân của địa ngục cho nên chúng ta dùng cảm ứng thiên đây là ấn tổ dạy bảo chúng ta dùng liễu phàm tứ huấn dùng an sĩ toàn thư là một sự nỗ lực phản tỉnh kiểm điểm ở ngay trong giáo huấn của phật chúng ta đặc biệt đề xướng phát khởi bồ tát thù thắng chí nhạo kinh ngày trước đã từng giảng qua ba lần hiện tại cũng có đồng tu y cứ theo băng ghi hình này Đem nó chỉnh lý thành văn tự Cũng có chỗ Đã in thành sách lưu thông bên ngoài Những văn tự này Tôi phải tìm ra thời gian Để xem qua một lần Sau khi tu đính Mới có thể Chính thức lưu thông Những thứ này đều là giúp chúng ta Cải ác hướng thiện Làm thành cái nấc thang thứ nhất Để chúng ta vào đạo tu học Trong hội biên nói được rất hay đó là chúng ta ngày nay xả bỏ chân thành mà lấy hư dối trá ngụy đây là trái với thiên đạo mất đi nhân đạo trong sáu cõi luân hồi cõi trời mất đi rồi cõi người mất đi rồi các vị nghĩ xem còn đi đến nơi nào quả báo ở ba đường chúng ta làm sao có thể không cảnh giác sinh mạng của con người rất là yếu kém đại địa chấn của đài loan là chứng minh giáo huấn của phật giáo ở trên kinh phật nói cho chúng ta nghe quá nhiều mạng người vô thường cõi nước không an chúng ta cư ngụ ở cái địa cầu này tầm nhìn của phật thấy được rất là nguy kém không tránh được đổ vỡ khoa học gia có dự đoán ngay trong thái không có rất nhiều hành tinh nhỏ đường kính của hành tinh nhỏ này mười cây số mấy chục cây số một trăm cây số không như nhau hành tinh nhỏ này nếu đụng vào địa cầu địa cầu liền dở ra bao gồm tất cả sinh mạng trên địa cầu trong khoảng sát na liền tiêu tan hết loại tình hình này có xảy ra hay chưa có nhà sử học nhà khảo cổ nói với chúng ta ngày xưa trên địa cầu Bị những hành tinh nhỏ này Vẫn không phải là quá lớn Đã từng gia chạm qua rồi Họ đã nói khủng long Ngày trước những loại động vật này Bị tuyệt chủng trên địa cầu Do nguyên nhân gì? Hành tinh nhỏ đụng vào địa cầu Bề rộng của hành tinh nhỏ đó Không vượt quá 10 số nếu như là mấy chục cây số chị địa cầu đã dở tan rồi rất là yếu ớt mạng người vô thường chúng ta ngày nay được thân người cư trụ ở cái địa cầu này gặp được chánh pháp bạn mới biết được cái cơ duyên này thật khó được thật là trân quý phật dạy chúng ta ngay trong một đời này phải nên làm những việc gì Phật nói Dạng ban tương bất hứ Duy hữu nghiệp tùy thân Không mang đi được Chính là không thể mang theo Chúng ta phải buông xả Mang đi được Thì chúng ta phải thật làm Những thứ nào có thể mang đi được nghiệp mà bạn tạo mang đi được nghiệp tập chủng tử vĩnh viễn không mất vậy thì bạn tạo ra ác nghiệp bạn mang đi tương lai biến thành quả báo ba đường bạn tạo ra thiện nghiệp mang đi tương lai hưởng phước báo trời người cái này bạn mang đi được không thể mất đi Phật gì chúng ta nói rõ chân tướng sự thật, chúng ta chính mình phải nên hiểu được, nên chọn lựa thế nào. Chúng ta phải nên chọn lấy nghiệp thiện. Đây là Phật dạy chúng ta. Không những phải tu tất cả thiện, hơn nữa phải lìa tướng tu thiện vì sao vậy lìa tướng tu thiện quả báo ở pháp giới phật ở pháp giới phật bồ tát chấp tướng tu thiện quả báo ở pháp giới trời người phật từ bi đến tột đỉnh chúng ta tu thiện phải lìa tướng không thể nào nhiễm trước đối với thế xuất thế gian Pháp. Tất cả lúc, tất cả nơi, ngay trong tất cả cảnh duyên, thường phải giữ lấy tâm thanh tịnh. Tâm thanh tịnh chính là ở tất cả các Pháp. Không phân biệt, không chấp trước, không khởi tâm, không động niệm, người thế gian mê ta không mê người thế gian không chịu tạo ta đến tạo lìa tướng tu thiện người thế gian không chịu tạo người tường tận chịu tạo người giác ngộ chịu tạo các vị đồng tu buổi tối hôm qua chúng ta cùng nhau trải qua tiết trung thu tôi đã nghe qua các vị mọi người báo cáo báo cáo của các vị cũng có phần đền trả công lao hộ pháp của các cư sĩ mọi người đều là phấn đấu nỗ lực như vậy. Dụng công tu học. Đây là chúng ta báo ân. Báo ân của thường trụ, báo ân của hậu pháp, báo ân của quốc gia, báo ân của đàn diệt. chúng ta là chăm chỉ để làm chúng ta phản tỉnh kiểm điểm chúng ta làm được vẫn không đủ vẫn phải chăm chỉ nỗ lực ấn tổ cả đời đề xướng ba loại sách này liễu phạm tứ huấn cảm ứng thiên hội biên Tôi dùng cái quyển này Chính là cái quyển của Ấn Tổ Hoàng Hóa Xã An Sĩ Toàn Thư Tổ sư Ngài Tâm từ bi khẩn thiết Biết được chúng sanh thế gian đời sau này Phải gặp phải tai nạn to lớn phật kinh tuy là tốt người nói ít người tường tận không nhiều huống hồ có rất nhiều người còn hiểu lầm nghiêm trọng đối với phật pháp cho rằng đó là tôn giáo tôn giáo cùng tôn giáo liền có đối lập cho nên tín đồ của các tôn giáo khác trong thế gian không bằng lòng xem kinh Phật. Cho nên Ấn Tổ dùng ba loại sách này. Ba loại này đều không phải là kinh điển Phật giáo. Hy vọng nó có thể phổ cập, có thể làm cho các tín đồ của tôn giáo khác cũng có thể tiếp nhận đây không phải là Phật giáo. Chúng ta từ ngay chủ này mà thể hội được khổ tâm của Ấn Tổ dụng ý của ngài hy vọng tránh được nghi lự này của các tôn giáo đến tiếp nhận giáo huấn của thánh hiền nhân đoạn tất cả ác tu tất cả thiện Nếu như tâm hạnh bất thiện Như mấy câu phía trước của Cảm ứng Thiên đã nói Giữ cái tâm như vậy Có loại ý niệm này Đối nhân sự thế Tiếp vật Lời nói chỗ này Đã nói rất hay Kỳ tâm thầm lao Câu nói này Nói giọng niệm của họ rất nhiều Ngày ngày đang lao tâm kỳ sự thậm nguy Họ làm ra những sự việc rất là nguy hiểm Nãi thiên hạ để nhất đẳng bạc phước tương giả Cho nên mấy câu này Các đồng tu chúng ta phải đem nó học thuộc lòng Văn không dài đem nó học cho thuộc lòng từ phi nghĩa nhi động bội lý nhi hành đến can cường bất nhân ngoan lệ tự dụng cái đoạn nhỏ này phải đem nó thuộc lòng mỗi giờ mỗi phút phản tỉnh tôi ngày trước khuyến khích đồng tu đem cảm ứng thiên phụ lục vào thời khóa tối Mỗi tối khi làm xong khóa tối Đọc qua một lần Cảm ứng thiên Chúng ta có phải như Cổ Đức đã nói Thiên hạ đệ nhất đẳng Bạc Phước chi nhân hay không Không có Phước Vậy thì nếu như lật ngược lại Ngày nay chúng ta đề sướng chân thành thanh tịnh bình đẳng chánh giác từ bi giữ cái tâm như vậy nhìn thấu buông xả tự tại tùy duyên niệm phật làm cái việc như vậy đó là người phước đầy để nhất đẳng trong thiên hạ Chúng ta chính mình là phước dày hay là phước mỏng Đều ở khoảng một niệm của chính mình Chúng ta phải hiểu được cái đạo lý này Mỗi giờ, mỗi phút Phải để ở trong tâm Đem cái tướng phước mỏng Đoạn dứt chăm chỉ mà tu phước dậy không có phước báo không thể giúp chúng sanh cho dù giúp chúng sanh cũng là không thể làm được cũng là làm sai việc cho nên nói Kỳ sự thẩm nguy Kỳ tâm thâm lao Nói được rất có đạo lý Bất nhập tam đồ Kỳ tương hà quy Loại người này không đọa vào ba đường ác Thì họ đi đến nơi nào Chắc chắn đọa ba đường ác Xin chào các vị đồng tu Chào mọi người Cuồng chư vô thức Bán chư đồng học hư vu trá ngụy công kiết tông thân cái đoạn này là căn nguyên của các ác mà ở xã hội ngày nay gần như trên toàn thế giới chúng ta tùy thời tùy chỗ đều có thể thấy được thậm chí chính mình bình lặng mà phản tỉnh. Mấy câu này chúng ta có câu nào không phạm? Cho nên xã hội ngày nay động loạn bất an, thiên tai nhân họa. Trên kinh Phật nói với chúng ta Kinh vô lượng thọ Phẩm thứ 33 Phật nói được rất hay Tiên nhân vô tri Bất thức đạo đức Vô hữu ngữ giả Bạn làm sao có thể trách họ được Chân tướng của sự thật Chỉ có Phật thấy được rõ ràng thấy được thấu triệt Phật chân thật là từ bi đến tột đỉnh Mắt nhìn thấy chúng sanh tạo nghiệp Thọ báo Lấy bi tâm vô tận Để dạy bảo họ Ngay trong ức dạng người Chân thật có thể hồi đầu Chẳng qua là Hai ba người mà thôi cho nên cổ thánh thiên hiền các vị đọc điển tích của họ mới sâu sắc hiểu được nỗi khổ tâm của họ thế tôn và khổng tử tại vì sao trọn đời từ nơi công tác giáo dục vẫn không phải là mấy câu nói trên kinh vô luận thọ đã nói hay sao ai có thể dạy người tường tận có thể dạy người tường tận tất nhiên là số ít người mê hoặc là đa số người thế gian thời gian thân cận thì tri thức ít chúng ta thân cận lão sư tất nhiên thời gian ở chung với lão sư ít mà thời gian ở chung với bạn học thì dài tri kiến của bạn học cũng gần bằng với chúng ta một số lỗi lầm đã phạm chính mình tuyệt nhiên không biết còn cho rằng hành vi tạo tác của chính mình đều là chính xác nghe tin bạn học mà không thể nào tôn trọng lão sư lão sư tôn trưởng tất nhiên là người tái lai nếu như có nghi hoặc phải nên thỉnh giáo Lão sư có trách nhiệm giúp chúng ta phá mê khai ngộ. Mấy câu này tổng cộng phân thành bảy đoạn nhỏ. Chúng ta đọc đến đoạn nhỏ thứ sáu. Hư vu trá ngụy công kiết tông thân Tôi đọc tám cái chữ này Cảm khái vô hạn Tôi cảm thấy tám cái chữ này Là nói ra căn bản thiên tai nhân họa ngày nay của chúng ta cái đoạn này đã giảng qua mấy lần thế nhưng tôi cảm thấy không thể không nói nhiều lần người phàm phu mỗi ngày đọc kinh mỗi ngày nghe kinh phiền não tập khí của chúng ta không thể chuyển đổi lại Cho nên tôi sâu sắc hiểu rõ Thế Tôn tại vì sao Phải giảng kinh nói Pháp 49 năm 49 năm có thể chuyển đổi lại Đều là người rất cừ khôi rồi Làm gì có nghe kinh 3 đến 5 năm Thì có thể chuyển đổi lại được vào thời xưa có hiện tại không có bạn cùng học với tôi rất nhiều có 8 năm 10 năm cũng có 15 20 năm có chuyển đổi được hay không tỉ mỉ quan sát chưa thể chuyển đổi được chúng ta chính mình nỗ lực phản tỉnh kiểm điểm có thể chuyển đổi được hay không tôi học Phật 47 năm rồi Giảng kinh 40 năm Mới có thể chuyển đổi được chút ít Tuyệt nhiên chưa chuyển đổi được 100% Chuyển đổi được 100% thì thành Phật rồi Do đây có thể biết Sự việc này thật khó do đó gần đây đọc kinh luận này chọn lấy giảng tỉ mỉ đạo lý chính ngay chỗ này trong chú giải nói rõ cho chúng ta nghe cái gì gọi là hư hư là hư vọng mạng vô căn cứ thì gọi là hư trong phật pháp gọi là giảo ngôn không có căn cứ có thể tin hay không người tin rất nhiều mọi người đều tin nghe thì dường như là họ nói thật vậy Đặc điều sanh sự toàn là vô căn cứ hoàn toàn vừa vào dò xét của chính mình vừa vào vọng tưởng của chính mình sự thật và rất nhiều chỗ không phải người tri thức nông cạn như chúng ta có thể thấy ra được có một số việc nhỏ cạn còn dễ thấy mọi người có thể vừa nhìn liền tường tận vào sâu thêm một tầng thì không thấy đem thiện cho là ác đem ác cho là thiện thiện ác phải quấy tà chánh điên đảo quá nhiều quá nhiều rồi cho nên đại chúng ngày nay trong tâm của các đồng tu làm thế nào xây dựng một tiêu chuẩn tiêu chuẩn phật đã xây dựng cho chúng ta rồi chúng ta không tường tận chúng ta không tuân thủ vẫn cứ là như phải mà quấy nghe theo lời sằng bậy Ta ngay đời này gặp được người sáng suốt Quán trưởng hàng Tôi ở chung với bà 40 năm Có lời thị phi hay không? Rất nhiều Bà nghe những lời thị phi này thì thế nào? Bà đến hỏi tôi Có người nói lời thị phi với tôi Bà đến hỏi tôi Sự việc này là thật hay là giả đây là một người thông minh không phải là người hồ đồ người hồ đồ nghe theo lời bịa đặt không đến hỏi tôi rất dễ dàng liền rời khỏi đến sau khi làm cho rõ ràng rồi hối hận không kịp trong việc này có rất nhiều người như vậy đặt điều sanh sự mục đích ở đâu những thí dụ như thế này chúng ta ở trong xã hội hiện thực xem thấy được quá nhiều quá nhiều nhỏ là cá nhân lớn là đoàn thể căn nguyên đều là tự tư tự lợi Lời nói việc làm Đều là tổn người lợi mình Kỳ thật Họ không rõ ràng chân lý Tổn người chắc chắn không lợi mình Chỉ có lợi người Mới là chân thật lợi mình Cảm ứng thiên Pháp sư ấn quang Đặc biệt in ấn ra Làm thành giáo huấn duy nhất cứu giúp chúng sanh thời mạt pháp chúng ta ngày ngày phải đọc ngày ngày phải nghiên cứu thảo luận thâm giải nghĩa thú chăm chỉ nỗ lực phụng hành sinh mạng của người rất là yếu đuối động đất lớn ở đài loan các vị đều thấy được rất rõ ràng khoảng trong mấy giây sinh mạng tài sản liền tiêu mất có rất nhiều người cả nhà đều bị mất mạng trong cái tai nạn này thời gian mấy giây họ đã gặp phải Có thể bảo đảm chúng ta chính mình không gặp hay không? Nghĩ đến chỗ này Chúng ta mới tường tận Đại sứ Ấn Quang Tại vì sao thường hãy đem chữ chết Để ở ngay trước mặt mình Phật đường của Đại sư Không giống như Phật đường của người khác ngay giữa phật đường treo một chữ chết lớn bên dưới chữ chết thờ một tôn tượng a di đà phật ngày ngày nghĩ đến tùy giờ tùy phút đều có thể chết khi chết rồi thì làm sao người thông minh có cái nhìn trước sau không nghĩ đời này nếu muốn đời sau Con người này mới là chân thật có trí tuệ Sau khi chết đi Đi đến nơi nào Đây gọi là Việc lớn tử sanh Trong kinh luận dạy chúng ta Vạn ban tương bất hứ Duy hữu nghiệp tùy thân Cho nên trồng nhân thiện ắt được quả thiện Tạo nghiệp ác Nhất định có khổ báo Cái gì là thiện Cái gì là ác Phàm hệ lợi ích chúng sanh là thiện Phàm hệ lợi ích chính mình là ác Cái đạo lý này Chúng ta đã nói quá nhiều rồi Người tại vì sao là hư vọng vô hiểm trá ngụy đều là gì tự tư tự lợi mới tạo ra các thứ ác nghiệp này Câu thứ hai nói Vọng hữu, ô miệt Đây gọi là vô hãm hại người ngụy kế mông nhân viết trá Ước hiếp Dối trá, kiêu tình khi thế Đây gọi là ngụy hư ngụy Ngài nói ra bốn chữ Phía sau nói Phân ngôn tắc tứ Phân khai ra nói bốn chữ này Hợp lại mà nói chính là Không thành tâm Không thành vậy Hay nói cách khác Chân thành Chính là răng trừ Hư vu trá ngụy Đây mới gọi là chân thành còn có cái ý niệm này tồn tại thì bạn không thành thành giả thiên nhân chi đạo giả cái chữ thiên này ở trong phật pháp nói chính là chân tâm chính là bổn tánh thành là chân tâm thành là tự tánh tư thành giả nhân chi đạo giả thường hay nghĩ thành thường hay nhớ thành Thường học thành Nhân đạo Cái nhân đạo này là Bồ Tát Đạo Quả nhiên Chúng ta giữ tâm chân thành Thanh tịnh bình đẳng Chánh giác từ bi Chư Phật hộ niệm Long thiên thiện thần bảo hộ Một số đồng tu ở Singapore nghe được sự việc Cảm ứng của cư sĩ Tề ở Thiên Mục Sơn Đều lo sợ không dám lên núi Nguyên nhân gì vậy? Không thành Có nên đến nơi đó để tu hành hay không? Nên Ta muốn học Phật, ta muốn cầu sanh Tịnh độ. Thì ta nhất định phải lên núi. Ta không muốn cầu sanh Tịnh độ, ta vẫn muốn luân hồi sáu cõi, ta vẫn muốn đọa lạc ba đường thì ta không nên đi. Đây là sự việc rất rõ ràng, bày ra ngay trước mắt. Bạn không dám đi, bạn chính là chúng sanh của ba đường ác. Bạn dám đi? Bạn chính là chân thật phát tâm cầu sanh tịnh độ. Muốn thấy A Di Đà Phật. Vấn đề chính là bạn là chân tâm hay là giả tâm? Quá rõ ràng rồi. Tiểu chú nói được rất hay. Ngày nay chúng ta xả bỏ chân thành Làm ra cái gì? Hư vu trá ngụy Đây là nghịch thiên Trái nghịch thiên đạo Mà mất đi nhân đạo Mất đi nhân đạo rồi Kỳ tâm thậm lao Trong tâm lo lắng Lao tâm Kỳ sự thậm nguy Cái sự này là gì? Bình thường bạn đối nhân sự thế tiếp vật bạn làm những việc Nguy này Nguy hiểm Sau cùng kết luận nói Nãy thiên hạ đệ nhất đẳng Bạc phước tướng giả Không có phước báo Thiên hạ bạc phước Không thể hơn đây Bất nhập tam ác Kỳ tương hạ quy Loại người này không đọa lạc ba đường ác Thì họ đi đến nơi nào Mấy câu nói này đáng được chúng ta Sâu sắc phản tỉnh xã hội hiện đại ngày nay pháp nhược ma cường trong thanh tịnh minh hối của kinh Lăng Nghiêm đã nói chính là chỉ xã hội trước mắt chúng ta tà sư nói pháp nhiều như các sông hằng những gì là tà sư Phạm hệ nói ra những lời cho bạn nghe Mà trái lý Trái giới tánh đức Những người đó toàn là tà sư Thật quá nhiều, quá nhiều rồi Bạn mỗi ngày đã tiếp xúc đều là như vậy Mấy người dạy bạn hành thiện có mấy người Nhận thức Cái gì là chân thiện Cái gì là giả thiện Trong Liễu Phạm Tứ Huấn Nói rất hay Thiện có chân giả Có tà chánh có thiên viên Có lớn nhỏ Có mấy người có thể nhận thức rõ ràng Do nguyên nhân gì? Không đọc sách thánh hiền Không thân cận thiện tri thức Giờ thời xưa Người đi học thường nói ba ngày không đọc sách thánh hiền mặt mũi thấy đáng ghét từ trong câu nói này chúng ta thể hội được tập khí của chúng ta là nghiêm trọng đến như vậy ba ngày không tiếp xúc sách thánh hiền tâm bệnh tập khí lại hiện tiền lại xuất hiện Chúng ta nghĩ xem công lực của người xưa tu học Còn có thể khống chế được 3 ngày Công lực của người hiện tại E rằng không thể khống chế được 3 giờ đồng hồ Thật đấy Một mặt độc, một mặt đang giảng Một mặt vẫn nghĩ tưởng sàng bậy Đây chính là không thể khống chế được sáu căn tiếp xúc cảnh giới sáu trần vẫn là như vậy, vẫn muốn tạo tội nghiệp. Bạn liền biết được phiền não tập khí nghiêm trọng đến trình độ nào. Cho nên không đọc kinh thì làm sao được? Ngày ngày đọc, giờ giờ đọc, trừ khi chính mình có công tác, khi buôn sở công việc thì liền phải mở quyển kinh ra rất đáng lo Không nên cho rằng Học Phật, học tịnh độ rồi Tương lai chắc chắn có thể giảng sanh Thiên Mục Sơn cũng không dám đi Còn giảng sanh hay sao Chính mình phải rõ ràng Phải tường tận các vị nghe cư sĩ tề giảng quỷ thần của thiên mục sơn đều mong muốn nghe kinh đều hy vọng thời gian nghe kinh dài một chút họ ngày ngày mở băng ghi hình họ vẫn cảm thấy không đủ thời gian không đủ sau khi chúng ta nghe rồi có cảm tưởng gì tôi nghĩ đại đa số sau khi nghe rồi trơ trơ như người gỗ không hề để ý sau khi tôi nghe rồi cảm xúc rất sâu sắc không có công tác khi không có người đến tìm tôi thì tôi đọc kinh mỗi giờ mỗi phút không dám buông lỏng các vị cầu là quả báo hiện đời tôi thì cầu hy vọng đời sau thân cận a di đà phật không mong cầu thứ gì của thế gian này tất cả tùy duyên hằng thuận chúng sanh tùy hỷ công đức chúng ta ở cái thế gian này sống một ngày cũng tốt sống hai ngày cũng tốt thế nào cũng tốt mọi thứ tùy duyên quyết định không có chấp trước quyết định không có dục vọng của chính mình Sống thêm một ngày Thì giúp đỡ chúng sanh thêm một ngày Mặc họ có làm theo hay không? Trái lại sống một ngày là một ngày Ngàn ngữ thường nói Làm hòa thượng một ngày đánh một ngày chuông Đem sự việc của chính chúng ta Làm cho được tròn đầy Viên mãn Chính là công đức viên mãn Không phải sự việc của bổn phận Không nghe, không hỏi Cho nên đoạn kinh văn này Khi tôi đọc cảm xúc của tôi Sâu hơn các chị gấp nhiều lần Tốt rồi Hôm nay thời gian đã hết Chúng ta chỉ học đến đây thôi A-di-đà-phật cẩn dịch viên đạn cư sĩ vòng tay cư sĩ vòng tay cư sĩ a gmail com người đọc hạnh quan phát tâm cúng dường do gia đình phật tử thiện đức thành kính cúng dường nguyện cả thầy chúng sanh đều tín niệm di đà đồng cầu sanh về nước cực lạc nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước phật trên đền bốn ơn nặng dưới cứu khổ ba đường nếu có ai thấy nghe đều phát tâm bồ đề hết một báo thân này đồng sanh về nước cực lạc nam mô a di đà phật